Hello, xin chào anh em nhé. Như vậy là tướng mới đã ra mắt rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta có thể vào cái phần thông tin tướng và hoàn toàn có thể xem được tướng mới là AC Cerberus. Ôi trời ơi, hôm trước mình vừa bảo là trời ơi, liệu rằng có phải là A ra mắt không? Nếu như anh em nào mà chưa xem buổi livestream ngày hôm trước dự đoán tướng mới ấy, thì mình bảo là ôi, lâu lắm rồi không ra một cái vị tướng nào Ace. Thì nếu như mà tuần này mà ra mắt vị tướng Ace để cho chúng ta có thể là tưởng nhớ lại kỷ niệm về Ace thì đúng tuần này ra mắt thật. Và tuần này chủ đề Halloween, thế cho nên là anh em phải nhìn thấy là giao diện của Ace toàn Halloween thôi anh em nhá. Cerberus kinh quá nhỉ. Ghê đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu thử cái bộ kỹ năng của Ace xem như thế nào anh em nhá. Nhưng mà về giao diện là mình thấy đẹp quá trời luôn anh em ơi. Không thể tin được là tuần này lại ra vị tướng Ace anh em nhá. Và chắc chắn là ngày mai khi mà ra mắt server mới 555 Haki Bá Vương 88 thì mình chắc chắn là sẽ chơi server đấy. Nên anh em nào mà muốn cày quốc cùng với mình thì nhớ qua chơi ở server 555 cùng với mình nhá. Nhớ để lại comment ở bên dưới để mình kết bạn cùng với cả anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều và mình cũng sẽ livestream để chơi cùng anh em luôn. Thế cho nên là anh em nhớ đăng ký kênh nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ kỹ năng đầu tiên của Ace xem như thế nào đây. Chưa có cái giao diện khi mà vào game để xem là nhìn như thế nào. Nhưng ở đây là cái kiểu như là banner đấy, nhìn trông rất là ngầu anh em nhá. Đầu tiên là nộ 50% cơ hội xóa một hiệu ứng bất tử. Hả? Xóa bất tử ngẫu nhiên của một mục tiêu á? Ủa? Bây giờ những vị tướng nào có hiệu ứng bất tử nhỉ? Tấn công toàn bộ kẻ địch gây sát thương bằng 500% công. Đồng thời là lập tức kích hoạt sát thương của toàn bộ hiệu ứng viêm hỏa. Viêm hỏa là gì? Cuối lượt mỗi tầng thì gây sát thương trực tiếp. Ui, sát thương trực tiếp tức là sát thương chuẩn. Trời ơi, meta này là meta của sát thương chuẩn rồi. Thế cho nên là những vị tướng nào mà máu trâu ấy, khả năng cao là dính trưởng rồi. Với cả những vị tướng nào búp khiên nữa thì thôi, khả năng cao là ra chuồng gà đến nơi rồi. Bởi vì bây giờ nhá, là có Ace này cũng có sát thương chuẩn này. Đâu đó là em Karasu cái thứ đấy nhỉ, cũng có một chút liên quan gì đến sát thương chuẩn đúng không? Nếu như mình không nhầm được thế hay là giảm thủ nhỉ. Thôi, tiếp tục vào A ra, xong đấy thì đi ra xem Karasu sau anh em nhá. Wow, toàn bộ viêm hỏa đang tồn tại trên người mục tiêu, sau đó gây 2 tầng viêm hỏa duy trì trong vòng 2 lượt nha. Giảm vĩnh viễn 5%, tối đa là 80% máu tối đa hiện tại của mục tiêu. Ui, không thể bị hóa giải. Tức là cứ đánh spam chiêu càng nhiều thì trời ơi, tức là cái tầng viêm hỏa này cộng dồn càng nhiều anh em ạ, thì cái HP tối đa sẽ bị giảm đi cực kỳ nhiều nha. Tức là nếu như máu của mình mà 1 triệu đi mà giảm đi 5% là chỉ còn lại đâu đấy là 9.500.000 thôi đúng không? Ừ đúng rồi. Đáng nhỉ? Nó tầm đấy sao ấy. Mình không tính toán không giỏi lắm, nhưng mà cứ mỗi một lần đánh là HP lại giảm đi. Đấy, đầu tiên là từ 1 triệu 10 triệu, sau đấy giảm xuống còn 8 triệu. Ui, tối đa giảm được tận 80%. Thì có khi nào đánh mắc phát là chỉ còn lại 2 triệu máu không? Wow, căng đét luôn anh em ơi. Không thể tin được vị tướng này có cái khả năng là giảm HP tối đa luôn. Skill rất là đặc biệt anh em nhá. Và đây là may quá, nó lại là vị tướng ở bên hệ chính xác anh em ạ. Ui, nhưng mình hy vọng rằng đây không phải là một vị tướng giống như kiểu lém boa Lilith. Nó lại ở trong cái sự kiện kiểu như là phải nạp những các thứ vào mới có, thì sẽ rất là ối dồi ôi dành cho những anh em nào nông dân không nạp nhá. Hy vọng rằng là chúng ta vẫn có thể sở hữu được em tướng này ở trong những cái sự kiện thường. Còn tiếp theo là đến skill bị động này, tăng bản thân 70% công, 30% sát thương chuẩn, 30% miễn chống và 150 tốc độ, 50 điểm nộ nữa. Có 60% miễn sát thương chuẩn luôn, tuyệt vời. Bây giờ meta sát thương chuẩn mà em này vừa gây ra sát thương chuẩn lại có khả năng chống chịu được sát thương chuẩn thì hay quá nhỉ. Đánh thường tấn công kẻ địch này gây sát thương 250% công. À, kèm từ 1 đến 2 tầng viêm hỏa. Này là hên xui anh em nhé. Nhân phẩm anh em cao thì hoàn toàn có thể ra được 2 tầng viêm hỏa. Còn nếu không thì 1 tầng cũng vẫn là kinh khủng rồi anh em ạ. À, cái skill này cũng căng đấy anh em ạ. Tiếp tục, bị động. Mỗi khi có một kẻ địch hồi sinh, bản thân sẽ xóa 2 trạng thái xấu và tăng 30% công duy trì trong vòng 2 lượt và hồi 100 điểm nộ. Sau đó gây từ 1 đến 2 tầng viêm hỏa lên toàn bộ địch trong 2 lượt và có 75% cơ hội hành động ngay lập tức. Ui, căng vậy, ghê gớm vậy. 75% cơ hội, sau này khi mà chúng ta còn nâng cấp lên nữa, skill mạnh mẽ lên thì khả năng cao là 100% cơ hội hành động ngay lập tức à? Uầy, thế thì ghê quá anh em ạ. Canh giữ địa ngục skill này ghê này anh em này, có hình con sói luôn anh em nhá. Ôi, ngầu thế nhờ. Mình không thể ngờ được là ra một tiếng Ace ngầu thế chứ lị. Bất tử chi hỏa luôn này. Đấy, Ace ở trong tựa game này khi mà bây giờ ra mắt là không còn hẹo nữa. Akainu vào đây, mang Akainu vào đây. Bất tử chi hỏa, bị động. Ưu tiên đấy. Ưu tiên là như nào?
đầu trận đấu tạo hiệu ứng hỏa chủng lên toàn bộ kẻ địch, duy trì trong vòng 4 lượt. Bản thân khi nhận sát thương, chí tử sẽ không bị hạ gục mà sẽ hồi lại 50% máu. Ui, ê anh em ơi, à 50% máu tối đa luôn nhá. Sau đó hóa giải toàn bộ hiệu ứng khống chế cơ bản hiện có trên bản thân, tối đa kích hoạt 4 lần. Anh em nhớ nhá, 4 lần anh em ạ. Holy shit, không thể tin được. Bất tử rồi, thêm một vị tướng mới khả năng bất tử nữa anh em ạ. Hỏa chủng là mỗi khi kẻ địch hành động có 75% cơ hội nhận một tầng viêm hỏa, duy trì 2 lượt. Ồ, viêm hỏa cũng ok nhỉ. Ưu tiên là khi được kích hoạt tại thời điểm đầu của trận đấu, bỏ qua cơ chế so sánh tốc độ. À, tức là với cơ chế ưu tiên này thì chắc chắn là em này được đánh trước này, đúng không? Trời ơi, bản thân khi nhận sát thương chí tử sẽ không bị hạ gục mà sẽ hồi sinh lại 50% máu tối đa. Tối đa kích hoạt 4 lần. Trời ơi, đây là một vị tướng mà khả năng ai cũng cần phải có rồi. Nhưng mà mình chỉ hy vọng một điều duy nhất thôi, đó chính là Ace không vào trong những cái vị tướng gọi là phải sự kiện nạp thì chúng ta mới có anh em nhé. Hy vọng rằng là Ace sẽ là một vị tướng ở trong sự kiện thường, chiêu mộ thùng bia sẽ có. Cố lên. Trời ơi, thông tin này hot nhờ anh em nhỉ. Không ngờ là một vị tướng này kéo lại cái con game huyền thoại tặc này đấy anh em ơi. Thời gian gần đây thì mình thấy là nhiều anh em là cũng out game đi chơi một số tựa game khác rồi. Nhưng mình nghĩ rằng là với vị tướng Ace Severus này thì chắc chắn là sẽ rất nhiều anh em quay trở lại để mà có thể là chơi lại cái vị tướng Ace nhá. Bởi vì nó quá là mạnh luôn đi. Không thể ngờ được là một cái vị tướng nó lại có cái bộ kỹ năng bá đạo trên từng hạt gạo như thế. Chắc là đây sẽ là vị tướng khi mà ra mắt nó sẽ là bá nhất ở trong meta mất thôi. Wow, đẹp thế nhở. Giờ mà có thêm được về hiệu ứng skill này, và có thêm cái tạo hình nhân vật khi mà đứng ở trong cái giao diện kiểu như là ở bên ngoài này. Ôi dồi ôi, đẹp tuyệt vời. Đây này, giao diện ở bên ngoài nữa thì chất chơi người rơi luôn anh em ạ. Ủa ơi, hình như là thông thường thì vào 19 giờ thứ năm đúng không, thì chúng ta sẽ có cập nhật về bộ hiệu ứng kỹ năng của tướng mới. Thì lúc đấy là chúng ta sẽ vào trong fanpage để xem nhá. Thì hôm nay mình sẽ đi đá bóng một tí, thì lúc đấy là tầm 8 giờ hơn mình mới về cơ. Ôi, thế thì hơi muộn nhỉ, lại không kịp livestream cho anh em rồi. Nếu không thì chúng ta sẽ cùng nhau livestream để xem cho là tướng mới hiệu ứng kỹ năng như thế nào anh em nhá. Ai chà chà, càng đây, ngon lành cành đào đây anh em ơi. Thật quá, nhìn không thể nào mà cưỡng lại được. Vẻ đẹp của Ace Severus anh em nhá. Severus này tiếng Anh nó là cái gì nhỉ? Ở một số đội tuyển eSports mình cũng thấy có cái từ Severus, giống như kiểu là con quỷ này hay sao ấy. Nhỏ địa ngục hay là cái gì đấy đúng không? Wow, con sói luôn anh em ạ. Ủa, tay của Ace cũng là có con sói. À không phải, con sói đứng đằng sau. À không phải, đây là cái áo choàng anh em nhá. Tay là sói luôn này. Trời ơi, ngầu đẹp 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 luôn anh em ạ. Ủa, perfect quá anh em ơi. Thôi, chúng ta bây giờ cùng nhau để hóng chờ sang 11 giờ ngày mai khi mà cập nhật sự kiện mới. Sẽ cùng đón chờ Ace Severus và cùng chơi với mình ở server mới nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để chiến cùng với mình ngày mai nhá.